Hello anh em. Và ngày hôm nay Quân Ca sẽ kể cho mọi người một câu chuyện khi đi bar mà bị gạ tình. Đấy. Năm 2016 mình đang đi làm trên một quán bar và đang ở trên một sân khấu nho nhỏ xinh xinh thì có một anh Tây da hơi ngăm đen, râu quai nón, lông mày rậm, mắt thô lỗ và mặc một chiếc áo ba lỗ khoát như thế này, hở rất là nhiều lông ngực. Đấy. Trên tay anh ấy có cầm tờ 5 lít màu xanh và giơ tay lên đưa tip cho mình. Thì lúc đấy mình không ngần ngại một cái gì hết, tip là mình nhận. Nhưng với bàn tay ma thuật của anh ấy, dùng hai ngón giữa huyền thoại quệt của mình một cái. Thì lúc đấy mình biết là ông ấy có cái cảm tình với mình và ông hơi high five rồi. Nhưng mà không sao, mình vẫn nhận. Không có gì để chê, đúng không? 5 phút sau, ông ấy lại tip cho mình thêm 1 triệu nữa. Nhưng lúc này cầm theo màn hình điện thoại và ghi theo chữ 10 million đồng ngân ai. Lúc đấy mình thầm nghĩ rằng ông này cũng muốn ngủ với mình và 10 triệu một đêm. Nhưng no, mình chỉ gật gù cho thế thôi. Và mình cầm một củ đút vào túi. Ông ấy xuống bàn của ông ấy chơi. Và mình dình đúng lúc ông ấy đi lên nhà vệ sinh. Thì lúc đấy là bản năng của một người mất dạy như mình. Té, Trần Văn té, té luôn, té ngay và cầm một củ rưỡi té luôn. Đấy. Cho nên đây là một cái tip dành cho tất cả các bạn. Khi các bạn được tip mà bị gạ tình, té thật nhanh nhá, cứ thế mà làm.